Buổi tối hôm nay tôi sẽ gửi đến hội thánh của Chúa một chủ đề đó là đức tin. Nhưng mà tôi sẽ nói về đức tin ở một khía cạnh khác. Đức tin không thể nào nói hết được. Không thể nào nói hết được đức tin. Nhất là trong một bài giảng thì không thể nào. Nhưng tôi chỉ muốn nói bốn khía cạnh mà thôi mà đức tin thật ở trong Chúa phải có Đức tin thật ở trong Chúa Đức Chúa Trời của chúng ta phải có Đó là hình ảnh của ông Caleb Bốn đặc tánh đức tin của Caleb Là điều mà chúng ta phải có Thưa quý ông bạn, chị em, quý vị Thử suy nghĩ câu hỏi này Nếu mình có thể được chọn mình muốn là một người ở trong ở trong shadow hay là ở trong ẩn mình hay là mình chọn là một người Ở trong bề nổi hay là On the front line Quý ông bạn chị em muốn là người Ở ở trong shadow không ai biết tới Hay là quý vị muốn là người Phải ở nơi Tiền tuyến hay là ở front line Con người của chúng ta đôi khi rất thú vị Có khi chúng ta Ở nơi hàng ghế dự bị Thì lại muốn ra sân đá khi mà ra sân đá gặp lúc mệt mỏi Thì ước gì mình Thôi đứng đằng sau được rồi à, Chúng ta, tâm hồn của chúng ta Đôi khi cũng rất phức tạp Mình nói rằng mình là người thích ở đằng sau Nhưng mà khi nhìn vào bản danh sách tri ân Không thấy tên mình trong đó Thật lòng mà nói Đừng nói rằng không có 0% nào Có hơi Đau đớn chút xíu Thưa quý ông bạn, chị em và trong kinh thánh của chúng ta cũng như vậy có những nhân vật rất là nổi trội những nhân vật này là những nhân vật quý vị nhắc tới kinh thánh là quý vị nhớ tới những người này môi xe david abraham josue nhưng thưa quý vị caleb là một trong những nhân vật người ta nhắc tên caleb là phải nhắc chung với josue ít ai nhắc caleb một mình nhưng thật ra Caleb và những nhân vật ở trong ở trong cánh gà này đó là những nhân vật dạy chúng ta rất nhiều. Và nếu Chúa cho phép thì tôi sẽ lần lượt đem từng cái cá nhân này lên để cho quý vị thấy những nét đẹp ở trong niềm tin của họ. Dạy dỗ cho chúng ta rất nhiều. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ nói về ông Caleb. Và xin quý vị mở với tôi ở trong dân số ký đoạn 13. Dân số ký đoạn 13. Chúng ta sẽ xoay quanh dân số ký đoạn 13 và 14 buổi tối hôm nay Dân số ký đoạn 13 Khởi sự của đoạn kinh thánh này là một câu chuyện rất hay Đức Giê-hô-va phán cùng với Môi-se rằng Hãy sai những người đi do thám xứ Canaan Lúc bấy giờ dân sự của Chúa bước vào ở nơi ranh giới của miền đất hứa Chúa chính Đức Chúa Giê-hô-va, Đức Chúa Trời phán cùng với Môi-se hãy sai những thám tử đi vào trong xứ Canaan và do thám xem ở trong đó tình hình như thế nào. Mỗi một chi phái các ngươi sai một người. Mỗi người làm quan trưởng của chi phái mình. Tùy theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va, môi xe từ đồng vắng pha răng sai những người này đi, hết thảy các quan trưởng của dân Israel. Và chúng ta thấy những cái tên của họ được nêu ra, được nêu ra, được nêu ra. Đến câu số 16, đó là những người mà môi xe sai đi do thám xứ 12 người Và môi xe đặt tên cho Hô Sê con trai của Nun là Dô Như vậy trước khi Dô có cái tên Dô Thì cái tên của ông thật của ông đó Ông tên là Hô Sê Thưa quý ông bạn chị em Vậy môi xe sai đi do thám xứ Canaan và dặn rằng Từ đây hãy lên Nam Phương vào miền núi Quý vị nghe kỹ lời của Môi-se dặn họ Rồi sẽ thấy sứ ra sao Dân sự ở đó nếu mạnh yếu thế nào Nhiều hay ít Sứ dân đó có là ở thế nào Nếu là tốt hay là xấu Các thành dân đó ở ra làm sao Hoặc chỉ những nơi đóng trại hay là đồn lũy Đất ra làm sao Nếu là đất màu mỡ hay là đất xấu Có cây cối hay là không có cây cối Hãy can đảm hái lấy trái của cây sứ đó bây giờ là nhằm mùa nho sớm môi xe gửi các thám tử đi vào nơi miền đất hứa do thám dùng cho dân do thái và môi xe dặn dò là hãy vào đó để ý những điều sau dân tình ở đó như thế nào thành lũy của họ ra sao vùng đất của họ sống như thế nào và để ý những điều đó cuối cùng hết là khi trở về thì đem theo với mình trái cây, hái trái cây của cái xứ đó và đem về với mình. Ông bạn cho em đọc tiếp để xem chuyện gì xảy ra. Vậy những người đó đi do thám xứ từ Đồng Vắng cho đến uh, Rehob khi đi về Hamak, họ bắt đầu từ phương Nam đi lên, đi đến thành Hebron là nơi có Ahiman, Sê-sai và Thanh Mai. Khi tôi lần đầu tiên đọc trong kinh thánh tôi rất thích, trong kinh thánh ít có tên nào mà tên việt nam trừ tên thanh mai rõ ràng là tên việt nam <laughs> con cái của anak quý vị để ý nha anak có ba người con ba người con này là nỗi khiếp sợ cho những người thám tử và thành hebron đã xây từ bảy năm trước là thành của xứ egypto trước soan là thành của xứ egypto các người đến khe ít côn cắt tại đó một nhành nho có một chùm nho và hai người khiêng lấy chùm nho bằng một cây xào. Luôn những trái lựu và trái vả, người ta gọi chỗ này là ếch côn vì có chùm nho mà dân Israel đã cắt tại đó. Các người đi do thám sứ trong 40 ngày trở về. Tới rồi bèn nói cùng với môi xe rôn và hội dân Israel trong đồng vắng Pharan tại Kade thuật lại những sự mà họ đã thấy cho cả hội chúng nghe, đưa cho họ xem hoa quả của xứ Đây là bắt đầu câu chuyện. Vậy những người đó thuật cho môi xe rằng chúng tôi đi đến xứ mà người đã sai chúng tôi đi. Quả thật đó là một xứ đượm sữa và mật. Này hoa quả của xứ đó đây. Mà. Khoanh tròn cái chữ mà ở trong tiếng Anh là but. Mà. Dân sự ở trong thành đó vốn mạnh dạng. Thành trì thì vững vàng và rất lớn. Chúng tôi thấy có con cái của Anak đó dân Amalek ở miền nam, dân Hê tích dân Jesusit, dân Amurit ở trong núi, dân Canaan ở gần biển dọc theo mé sông Vô Đanh. Caleb xuất hiện, nhân vật chính của chúng ta xuất hiện. Caleb làm cho dân sự đương lầm bầm cùng môi xe nín lặng đi mà nói rằng: chúng ta hãy đi lên và chiếm lấy xứ này đi. Chúng ta hãy đi lên chiếm lấy xứ này đi vì chúng ta sẽ thắng hơn được. Nhưng những người đi cùng Caleb Tức là 10 người còn lại Ngoại trừ Caleb và Joshua đó Thì nói rằng Chúng ta không đi lên cử với dân này được Vì chúng nó mạnh hơn chúng ta Trước mặt dân Israel Những người đó phao phản Phao phản sứ mình Đã do thám mà rằng Sứ mà chúng tôi đã đến Đặng do thám là một sứ nuốt dân mình Là một xứ một sứ nuốt dân sự mình Hết thảy những người chúng tôi đã thấy tại đó đều là những người hình vóc cao lớn. Chúng tôi thấy những kẻ cao lớn tức là con cháu của Anak thuộc về giống dền dàng. Chúng tôi thấy mình khác nào giống như con cào cào. Và họ cũng thấy chúng tôi giống như vậy. Đây là một cuộc tranh luận giữa thám tử có đức tin và thám tử không có đức tin. Thưa quý ông bạn chị em, và những điều xảy ra trong câu chuyện này sẽ dạy cho chúng ta những bài học về đức tin điều thứ nhất mà chúng ta phải biết về đức tin của caleb đó là đức tin của caleb cũng giống như đức tin của chúng ta phải là đức tin nhìn chúa chứ không nhìn người và không nhìn sự việc tôi nói lại đức tin ở trong chúa phải là đức tin nhìn chúa chứ không phải là nhìn sự việc cũng không phải là nhìn người khác, cũng không phải là nhìn chính mình mà phải nhìn vào Chúa mới gọi là đức tin. Đức tin không ở trong chúng ta mà ở trong Chúa, thưa quý vị. Những người Israel đã cắm trại ở tại ranh giới của miền đất hứa. Không còn bao lâu nữa là họ có thể chiếm được, họ có thể lãnh được miền đất hứa mà họ muốn. Nhưng mà quý vị thấy Mười người thám tử này đi vào trong đó rồi trở về đưa một cái báo cáo mang tính chất tiêu cực. Nhưng thưa quý ông bạn, chị em, không phải là họ nói không có phải, không có sự thật ở trong đó. Điều đáng nói cho chúng ta là không phải cứ vấn đề gì có thật có nghĩa là nó là vấn đề sẽ thành hiện thật. Tôi nói một hồi quý vị không hiểu tôi nói gì nhớ lại với tôi Lazaro chết 4 ngày. Người ta đi tới tìm Chúa Giêsu và người ta nói Chúa Giêsu người môn đồ người bạn mà Chúa yêu đã chết. Chúa Giêsu nói với họ rằng người đó chưa chết đâu. Cái hiện thực rõ ràng là người đó đã chết. Và những người này không có nói dối. Nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng người đó chưa chết. Bài học cho chúng ta là cho tới khi nào Chúa phán thì cái hiện thực nó mới thật sự là hiện thực. Thưa phải, ở trong xứ này có những người khổng lồ, có những thành trì vững chắc. Nhưng mà cái điều quan trọng là tất cả những điều gọi là sự thật đó nó chưa phải là sự cuối cùng cho đến khi Đức Giê-hô-va phán rằng nó chính là sự cuối cùng. Cho nên nói chúng ta nói là mình có đức tin mà mình nhìn toàn là bằng mắt thường Và nhìn thấy những gì có thể thấy thôi Thì không phải là đức tin Phao Lô dạy chúng ta là Chúng ta bước đi bởi đức tin Chứ không phải bởi mắt thấy Đức Chúa Giêsu nói với Thô Ma là Ngươi thấy cho nên ngươi tin Nhưng mà phước cho những kẻ không thấy Mà tin Đức tin là sự biết chắc vững vàng của những là bằng cớ của những điều mình đương trong mong những điều mình đương trong mong có nghĩa là nó chưa tới nó chưa tới nhưng mà mình đã biết chắc chắn đó mới là đức tin thưa quý vị là bởi vì mình không nhìn vào sự việc mà mình nhìn vào chúa ông bạn cho em biết rằng thế giới quan nhân sinh quan thế giới quan những quan niệm chìm sâu trong lòng người quyết định cách người đó diễn giải cái hiện thực những gì người đó để sẵn trong lòng sẽ quyết định cái cách người đó nhìn vào hiện thực thưa quý vị chúng ta hai vợ chồng đó cãi nhau ở tại một sân bay người vợ giận người chồng nói với người chồng là anh lôi thôi lắm bây giờ đứng ở giữa cái quầy check in của sân bay người ta hỏi mình vé ở đâu thì anh không lo tìm anh cứ đứng đó anh hỏi hoài anh nói cái cây guitar ở đâu cây guitar ở đâu người vợ nói giờ này không phải là giờ đánh đàn guitar giờ này là giờ cái vé máy bay ở đâu không lo đi lo cái đàn guitar người chồng mới nói đó mới là vấn đề cái vé máy bay anh để trong cái hộp đàn guitar chỉ có một cái mấu chốt nó sẽ thay đổi toàn bộ câu chuyện nếu quý vị nghe tôi kể câu chuyện đó mà không biết rằng người đàn ông để cái vé máy bay ở trong cái thùng guitar Thì người này thật sự là một người lơ đễnh Thật sự là một người không phải lơ đễnh mà là một người giờ này lo việc khác Nhưng mà rõ ràng bởi vì quý vị biết là cái vé máy bay nằm trong thùng guitar Thì nó thay đổi toàn bộ câu chuyện Và có lẽ chính người vợ cũng phải lay hoay đi tìm cái thùng guitar cho bằng được Thưa quý vị Chính vì cớ đó những người thám tử này nói thật chứ không phải là không nói thật đâu Họ không phải cố tình Họ nói những gì họ thấy Nhưng mà khổ một nỗi những gì họ thấy không có Chúa Họ đã quên đoạn 13 câu số 1 Chính Đức Giê-hô-va phán với họ rằng Hãy đi vào trong xứ Mà nếu quý vị đọc cho kỹ đoạn 13 câu số 1 Hãy vào trong xứ Canaan Chúa phán rất rõ Là xứ ta ban cho dân Israel Họ đã bỏ quên một cái chiếc chìa khóa quan trọng nhất khi mình đi làm công việc của Chúa. Đó là Chúa đã nói điều gì? Họ đã quên điều đó và họ bắt đầu dùng lý luận riêng để họ nhìn vào sự việc thưa quý vị. Chúng ta thấy ở đây, khi chúng ta bỏ Chúa ra bên ngoài cách chúng ta sống đức tin, bây giờ sẽ có hai chuyện xảy ra. Điều thứ nhất là chúng ta sẽ có một tầm nhìn không cân bằng và một cách diễn giải phân tích sai. Ông bạn chị em để ý với tôi Họ nói gì? Họ nói rằng chúng tôi bước vào nơi xứ đó Câu số 32 Sứ mà chúng tôi đã đi khắp đặng do thám Là một sứ nuốt dân mình Swallow the inhabitants of the land Có nghĩa là cái xứ đó nó cay độc Nó khổ cực Nó làm cho dân sống ở đó uh, Không sống nổi Nhưng mà ông bạn cho em biết không Họ rất mâu thuẫn nếu mà cái xứ Nó thật sự khó sống như vậy Mà người nào người nấy ăn no Mập cao lớn hết trơn cái trời Và chùm nho thì hai người phải khiến, Hai người mới khiên được Cho nên khi họ không có Chúa Họ nhìn vào vấn đề Họ nhìn lệch hoàn toàn Họ không có một cái nhìn cân bằng Và họ không thể phân tích cho nó đúng Họ nói rõ ràng là xứ này ghê rợn lắm Nhưng mà cùng một lúc họ cũng thấy là người ta thịnh vượng Ở trong đó một điều tiếp theo mà khi không có Chúa trong cái nhìn của họ Dẫn tới họ có một cái nhìn lệch lạc đó Là khi họ nói điều này Chúng tôi thấy những kẻ cao lớn Tức là con cháu của Anak Thuộc về giống dền giang Chúng tôi thấy mình khác nào như con cào cào Quý vị thấy cái sự so sánh này đúng hay sai Người dân Israel so với dân của xứ canaan không thể nào là một con cào cào được thực tế họ có dù nhỏ bé cũng không phải là một con cào cào so với một người khổng lồ nhưng mà họ đã tự nhìn mình rất thấp khi họ không nhờ chúa mà nhìn họ nhìn mình rất thấp và để ý với tôi và người ta thấy chúng tôi cũng giống như vậy khi mình không có chúa mình không nhìn vào chúa mình nhìn vào hoàn cảnh của mình mình bắt đầu nhìn mình rất thấp và khi mình nhìn mình thấp mình nghĩ người ta nhìn mình thấp một người mục sư dạy tôi nói rất rõ ràng tôi không bao giờ quên mục sư nói rằng ở trong cuộc đời này người ta sẽ không bao giờ tôn trọng mình hơn hơn cái mức tôn trọng mà mình dành cho chính bản thân mình người ta sẽ không tôn trọng mình hơn cái mức mà mình dành cho chính bản thân mình Nói một cách khác nếu mình không biết tôn trọng bản thân mình Thì mình đừng kỳ vọng người ta tôn trọng mình Hơn tôi không nói về sự kêu ngạo Tôi nói về trách nhiệm Ví dụ như tôi là một người mục sư Mà không biết tôn trọng chính chức vụ của mình Thì không cần Cũng không nên đòi hỏi ai phải biết tôn trọng chức vụ của mình Tại vì tôi không trung tính với chức vụ của mình Nhưng thưa quý vị ở Trong trường hợp này Vì thiếu Chúa cho nên Lệch lạc trong suy nghĩ Cảm thấy mình thấp kém và khi thấy mình thấp kém Thì nghĩ rằng người ta chà đạp mình Quý vị thấy cái bài học ở đây Khi không có Chúa Thế giới của chúng ta Đầy dẫy những trường hợp diễn giải Và phân tích Bằng cớ của Chúa Nhưng mà lại dùng chính bằng cớ của Chúa Để đi nghịch lại với Chúa Khi họ không đặt Chúa vào ở Trong cái phương trình để mà phân tích Cũng Grand Canyon Giới khoa học tin Chúa Cho rằng đây là bằng chứng vĩ đại nhất Về sự hưởng hữu của Chúa cũng chính Grand Canyon Giới vô thần lại dùng chính nó Để nói rằng là không có Chúa Cho nên cái vấn đề là chúng ta đã quên Cái mệnh đề đầu tiên Những người thám tử này đã quên cái mệnh đề đầu tiên Là ai đến gần Đức Chúa Trời Phải tin rằng có Đức Chúa Trời Và Ngài là đấng hay ban thưởng cho những kẻ Tin kính Ngài Thưa quý ông bạn anh chị em Thưa quý vị Đức Chúa Trời đã phán rằng Chúa sẽ ban đất này cho họ chúa không cần ý kiến của họ, chúa không cần họ nói rằng có tốt hay không tốt cái đó chuyện chúa biết tất cả. Cái điều mà chúa muốn họ là nhìn chúa chứ không phải nhìn những kẻ thù của mình. Khi chúng ta quên Đức Chúa Trời chúng ta lớn giường nào thì chúng ta sẽ thấy khó khăn của mình lớn lên giường ấy, tỷ lệ thuận. Khi chúng ta thấy Đức Chúa Trời của mình càng lớn giường nào thì nan đề của mình càng nhỏ xuống giường đó, tỷ lệ nghịch, thưa quý vị. Một điều nữa mà chúng ta thấy ở trong cái vấn đề khi mà Đức tin không có Chúa đó Là như thế nào Đức tin không có Chúa là đức tin Không lìa bỏ hội thánh Quý vị Tôi nói điều này Và chính tôi cũng phải cẩn thận Là chính mình là những người đó Đức tin không có Chúa Vẫn ở trong hội thánh Tại sao tôi nói như vậy Mười người thám tử này Là mười người giỏi nhất Của từng chi phái Mười người này không phải là những người không có đức tin Mười người này cũng mong rằng mình sẽ được ở trong đoàn người Sẽ được vào trong sự cứu rỗi của Chúa Sẽ được vào trong miền đất hứa của Chúa Họ cũng sợ là nếu bỏ ra chẳng biết đi đâu cũng sẽ chết Họ là những người tiến thì không tiến Lui không lui Và ngày này qua ngày nó Mượn đức tin của người khác để đi tới Họ vẫn ở trong thân thể của Chúa Nhưng họ không đặt Chúa là cội rễ của đức tin của họ Thưa quý ông bạn chị em Chúng ta thấy điều đó rất rõ ràng Từ sự thiếu đức tin Họ đã trở nên tiêu cực Họ tôi không nghĩ rằng họ cố tình Thưa quý ông bạn chị em Tôi không nghĩ rằng họ cố tình Để mà quấy phá hội thánh của Chúa Dân sự của Chúa Để mà chọc ghẹo môi xe Họ không cố tình Nhưng mà bởi vì chính sự thiếu tâm linh Thiếu cầu nguyện của họ Họ đã vô tình trở nên sự rắc rối cho hội thánh của Chúa Quý vị phân tích với tôi chỗ này Khi mà họ đi vô thám trở về Lần thứ nhất Họ câu số 28 đoạn 13 Họ nói dân sự trong xứ này Mạnh dạng thành trì Rất vững vàng và rất lớn là họ tiêu cực lần thứ nhất Lần thứ hai Họ nói trong câu số 32, câu số 33 Một lần nữa họ lại nhấn mạnh cái nang đề Là người ta to lớn, gền gàng Không hề có một chữ chúa nào Ở trong lời nói của họ Họ không đặt lòng tin của họ nơi Chúa Mà họ chỉ nhìn thấy nang đề mà thôi Đến đoạn 14 Họ không hiểu, họ không tưởng tượng Họ không lường trước được Là sự vô tính của họ Ảnh hưởng tới người khác như thế nào Câu số 14, đoạn 14 câu 1 Cả hội chúng sau khi nghe họ nói Bèn cất tiếng la lên Và dân sự khóc lóc Ở trong đêm đó Khi người ta nghe người ta đã la lên Bởi vì tại sao họ la lên không Họ hụt hẳn, Họ đi theo Chúa đi trong đồng vắng 40 năm Bây giờ họ chuẩn bị bước vào trong đất hứa Mà Mấy người này về và nói một câu Làm cho sự hy vọng của họ sụp đổ Lời nói không đức tin Lây lan một cách khủng khiếp Làm cho hy vọng của họ sụp đổ Và họ khóc lóc trong trọn cả đêm Quý vị nghe tiếp đoạn câu số 2 Hết thảy Entire dân Israel lầm bầm đấu nghịch với môi xe và Aaron và bắt đầu họ lầm bầm họ chửi bới dân tôi tới của Chúa sau đó tiếp tục với tôi câu số 5 đến nỗi môi xe và Aaron nằm sắp mình xuống trước mặt toàn bộ dân sự ôi một cảnh đau thương họ đã vì một sự tiêu cực một dân cứng lòng mà hai lãnh đạo được chính Chúa chọn quy sắp mặt không phải thờ lạy họ nhưng mà sắp mặt trước mặt họ và khi Joshua và Caleb nhìn thấy cảnh hai lãnh đạo của mình phải chịu cái cảnh oái âm này thì Joshua và Caleb đứng lên xé áo ra và đấu tranh một lát tôi sẽ nói tới Joshua với Caleb nhưng xin quý vị lưu ý một điều này lưu ý một điều này đôi khi sự yếu đuối đức tin của chúng ta chúng ta không cố tình nhưng mà có thể sẽ trở thành sự sụp đổ của người khác Không phải vì một lần này Mà họ về nói những điều đó Mà Chúa không cho dân Israel vào đất hứa Đây nếu quý vị đi ngược về Kinh Thánh và đếm dùm tôi Đây là lần thứ 10 Mà họ đã phản bội Chúa và Môi-se Họ đòi chim cúc thì có chim cúc Họ đòi dưa hành củ kiệu thì có dưa hành củ kiệu Xin lỗi không có Chúa, Chúa cho ăn chim cúc, Chúa cho bánh mana Họ hết lần này đến lần khác Đụng chuyện gì là lôi môi xe ra chửi Và đến giờ này Đã là lần thứ 10 Những người thám tử này Chỉ là vô tình làm cộng rơm cuối cùng Sụp đổ một con lạc đà Đã quá nặng nề Đức Chúa Trời đã chịu đựng dân sự này quá lâu Đến nỗi đây là lần cuối cùng Bởi vì sao? Bởi vì họ toàn thể dân sự đã quá chống nghịch với Chúa Thưa quý vị Đi tiếp với tôi Mỗi xe xin Chúa hãy tha cho họ Chúa nói Chúa sẽ tha Nhưng mà không người nào Trong đám bội nghịch này Được vào trong miền đất hứa của Chúa Ngoại trừ Dô và Caleb mà thôi Suy nghĩ về điều này thưa quý bạn chứ Chọn một đời người ta đi từ xứ Egypto từ những ngày làm thợ hồ mà không lương, từ những ngày đau khổ hễ có đứa con trai nào sanh ra đời là bị giết ngay cho đến khi Chúa giải cứu, họ chứng kiến phép lạ của Chúa xứ Ai Cập, họ đi vào đồng vắng với Chúa, gần được vào trong đất hứa rồi ngay trước thềm đất hứa lại bị sụp đổ. Quý vị có biết rằng đôi khi một ai đó họ đã đủ gánh nặng tâm linh rồi mà họ gặp sự bướng bỉnh, họ gặp sự khó khăn Họ gặp sự quá đáng của mình Họ bị sụp đổ và họ mang một hậu quả tội nghiệp Thưa quý vị Ở trong kinh thánh của chúng ta nói rất rõ ràng Rất rõ ràng Nếu ở trong sách mát đoạn 9 câu số 42 Mát đoạn 9 câu số 42 Mát đoạn 9 câu số 42 viết như thế này hễ ai làm cho một trong những đứa nhẹ đứa nhỏ này đã tin ta phải xa vào tội lỗi thì thà buộc một cối đá lớn vào cổ nó mà quăng xuống biển thì còn hơn đối với Chúa một một làm cho người ta sụp đổ tâm linh cũng là một tội lỗi ở trong một cô tô đoạn 8 câu số 13 Phaolô nói rằng nếu sự tôi làm là một cớ vấp phạm cho anh em mình thì thà tôi đừng làm điều đó thưa quý vị ở trong một câu đoạn 15 câu số 33 thì nó chớ tự dối mình bạn bè xấu sẽ làm hư thói nết tốt như vậy nếu chúng ta muốn đức tin mình mạnh nếu chúng ta muốn ở gần Chúa và đi tiếp với Chúa để được vào miền đất hứa của Chúa chúng ta phải cẩn thận đừng nghe quá nhiều những lời của sự vô thần đừng nghe những lời của sự cay đắng đừng nghe những lời chính trị đừng nghe những lời uh, mang tính chất không ngay lành trong sạch Lời của Chúa dạy bất cứ điều gì ngay thẳng tốt lành thì anh em phải nghĩ tới. Như vậy nếu chúng ta để cho bản thân mình được nuôi dưỡng bằng những sự bất mãn của người khác, bằng những cuộc nói chuyện không ơn phước với những người khác, chính chúng ta sẽ hối hận và người khiến chúng ta xa ngã cũng sẽ hối hận. Salomon sau này ăn năn. Chúa cứu Salomon. Nhưng mà vua Salomon rất hối hận vì những người vì ông mà xa ngã. Họ đã chết và không còn kịp cơ hội để quay đầu trở lại nữa, thưa quý vị. Điều đầu tiên, đức tin không có Chúa vô cùng nguy hiểm. Chỉ là một truyền thống, chỉ là một nỗi sợ hãi và đi theo Chúa mà không hề có đức tin và không tôn trọng Chúa, không đặt Chúa là đấng quyền năng trên hết. Đức Caleb dạy cho chúng ta, đối với Caleb, ai nói gì nói, Chúa đã nói sẽ ban cho chúng ta xứ này Thì chúng ta sẽ có được xứ này Bởi vì chúng ta không tin vào những gì mình làm được Mà chúng ta tin vào những gì Chúa làm được Đức tin có Chúa Điều thứ hai Đức tin của Caleb là một đức tin Dám đứng chống lại với đám đông Stand against the crowd Đứng chống lại với đám đông Quý vị nghĩ với tôi cái tên của ông Caleb ở trong Kinh Thánh là chó Kinh Thánh không phải dùng Cái chữ chó này Để nói về con người của ông Nhưng mà mỗi một cái tên ở Trong cựu ước đều có liên quan gì Đến số phận của cuộc đời người đó Cái tên Caleb là chó Không phải nói về ông Nhưng mà nói về những hoạn nạn Thử thách mà cuộc đời ông phải gặp Quý vị còn nhớ khi mà gặp hoạn nạn Mephibosheth nói với vua David rằng tôi chỉ là một con chó chết Người ta nói là cuộc đời tôi nhiều hoạn nạn Tôi chỉ là một con chó Ý là như vậy Joshua lại có nghĩa là Đức giê là sự cứu rỗi của tôi Joshua và Caleb đều có đức tin ở trong Chúa Họ có lẽ chỉ cần giữ đức tin cho chính mình Đừng mít lòng ai hết Đừng mít lòng ai hết Nhưng mà quý vị nhìn kỹ trong dân số đoạn 13 Lần thứ nhất khi họ quay trở về Họ đứng ở đó và họ nghe những người thám tử kia nói chuyện Họ không bước ra nói Họ nghe nói chuyện xong Những người này nói như vậy Thì câu 30 Caleb bèn làm cho dân sự đương lầm bầm cùng môi xe Phải im lặng đi Có nghĩa là ông làm gì Ông đứng ông nói làm ơn im lặng đi phải không Ông phải đứng dậy Và ông phải một cách dũng mãnh nói với những người kia im hết đi Ông phải có một cái uy lực gì đó của một người có đức tin Để ông cản trở những người vô tính chống đối với môi xe Khi một người có đức tin thật giống như Josue với Caleb thấy những người vô tính bức hại Tối tớ của Chúa thấy danh Chúa bị xem thường thấy người ta bội nghịch chuyện gì xảy ra Josue với Caleb đã xé áo của mình và tức giận và đứng lên và nói rằng đủ rồi Chúng tôi đã do thám sứ đó Và nếu Đức Giê-hô-va ban cho chúng ta Thì nó sẽ thuộc về chúng ta Chúng ta có Đức Chúa Trời của chúng ta Và họ đã đứng dậy Viết chuyện gì xảy ra nữa không thương bạn chị em dân sự câu số 10 của đoạn 14 Cả dân sự, toàn bộ dân sự đòi ném đá hai người Tôi hỏi quý vị một câu thành thật Nếu mình là vô xuê với Caleb lúc đó Mình có dám nói không? Hay là mình cũng thôi giấu trong lòng của mình cái đức tin cho rồi Quý vị và tôi sớm muộn sẽ phải đối diện với tình huống đó Khi quân tử mà bất lực Thì loạn lạc thì bạo ngược sẽ lên ngôi Nghe kỹ lời của mục sư Martin Luther King Jr. ông nói như thế nào tôi ước gì những người yêu hòa bình có thể học cách lên chiến lược hữu hiệu giống như những người yêu chiến tranh nếu chúng ta là những người yêu hòa bình yêu lẽ phải yêu lẽ thật của đức chúa trời nhưng là những người không dám lên tiếng thì cũng như không thưa quý vị nếu giờ phút này Joshua với Caleb không lên tiếng Danh của Chúa không sáng Tôi tới Chúa sẽ bị bức hại Người dân sẽ bội nghịch Ai sẽ đứng Thưa quý vị họ họ có thể nói như thế này Tôi chỉ là một hạt muối bỏ biển Tôi lên tiếng cũng đâu có điều gì đâu Tôi thưa cùng hội thánh của Chúa Hãy lên tiếng Nếu một điều gì sai Đừng vì lợi ích cá nhân của mình Trên con đường đi theo Chúa đừng sợ người ta thị phi đừng sợ chuyện gì nếu quý vị sợ những điều đó là quý vị sợ người hơn là sợ chúa ở đây Giô-xuê với caleb đã lấy chúa làm đầu sẵn sàng chết nếu mà cần phải chết để bảo vệ cho danh dự của chúa cho lẽ phải thưa quý vị biết đứng lên vì những người không thể đứng cho chính mình là một trong những trách nhiệm của những người con cái chúa nói lên bảo vệ danh chúa đối với những người cha đạp danh chúa là trách nhiệm của con cái chúa ngày hôm nay chúng ta có nhiều cách để làm điều đó lắm những người đi trước tôi đứng vì lẽ thật của chúa đối với những con cái chúa đầy sự yêu mến thì không gì nói nhưng mà đối với bao nhiêu người chống nghịch danh chúa ngoài đó người ta dùng, dùng những lời nặng nề nhất nặng nề nhất cho tôi tớ của chúa tôi chỉ bị có hai lần ở trong số mấy trăm lời ủng hộ Thì tôi chỉ bị có hai cái Cho nên tôi không nói cho bản thân mình Nhưng tôi nói sự thật Sự thật là khi Chúng ta biết điều lành Mà chúng ta không ủng hộ Thì chúng ta đang vô tình Tiếp tay cho điều xấu Đơn giản như vậy thôi thưa quý ông bạn chị em Tôi trong tuần Biết một mục sư can đảm Đã đứng lên để nói sự thật Tôi không thể cầm lòng được Mà đích thân tôi phải liên lạc với một sư đó Để khích lệ một sư Đã làm một điều quá tốt Bởi vì tôi tin điều đó Và người nào can đảm chấp nhận Những viên gạch đá Vì lẽ thật của Chúa tôi rất yêu mến Và tôi hy vọng rằng cái tư tưởng của Joshua Caleb Thấm trong lòng của con dân thật sự của Chúa Ở khắp nơi Tôi cảm ơn quý ông bạn chị em Nhưng tôi không phải giảng để quý vị làm gì cho tôi Tôi giảng để quý vị làm bất cứ điều gì Mà quý vị có thể trong hoàn cảnh của mình Đối với bất cứ ai Hãy là thuộc về Chúa là ngay lành công bình Thì ông bạn chị em phải đứng dậy Nếu thật sự là con cái của Chúa Hãy nhớ tới Daniel Daniel Có thể đi về nhà đóng cửa cầu nguyện Nhưng mà Daniel mở cửa để cầu nguyện 60 năm cầu nguyện mở cửa Không lý gì giờ này đóng cửa Thưa quý vị David David nói rằng ai dám đụng chạm đến danh Đức Giê-hô-va tôi sẽ đứng lên. Quý vị thấy chưa? ECT khi Mạc Đô che nói với ECT rằng con hãy đi xin vua giúp đỡ cho dân sự của Chúa. ECT không biết lưỡng lự hay không, Mạc Đô che nói rằng nếu con không đi thì người khác sẽ đi. Nhưng mà con có biết rằng Liệu rằng Đức Giê-hô-va cho con vào vị trí này Như ngày hôm nay là vì những giờ phút như thế này không Tôi tin với tấm lòng của tôi là những địa vị mà Chúa đặt chúng ta là vì danh Chúa. Những gì chúng ta có thể làm là vì danh Chúa. Và nếu chúng ta không làm thì người ta cũng không làm được. Thưa quý vị. Hãy nghe lời Phao Lô nói trong Hai Timôthê đoạn 1 câu số 7. Hai Timôthê Hai Timote đoạn 1 câu số 7. Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhúc nhát. Bèn là tâm thần mạnh mẽ Có tình thương yêu Và dè dữ Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Một tâm thần mạnh mẽ vì Chúa Những người chỉ trích không quan trọng Không phải thế giới này đau khổ Vì những người chỉ trích Mà thế giới này đau khổ Vì những người biết điều lẽ thật Mà không hề đứng lên để bảo vệ nó Thưa quý vị Điều đó là điều đáng để chúng ta suy nghĩ Caleb Quý vị nghĩ rằng lúc mà Caleb giữa một đàn dân sự một triệu mấy người mà nó la lối lên như vậy mà Caleb dám đứng lên biểu nó im đi quý vị nghĩ cái 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 can đảm đó đòi hỏi một trình độ như thế nào Caleb rung không Caleb có thể sợ người ta chọi cục đá vào đầu mình cũng tiêu đời chứ Caleb có thể nói rằng nó muốn giết mình bất cứ giờ nào nó giết chứ thưa quý bạn chị em nhưng mà Tôi không biết điều gì đã khiến cho Caleb quá can đảm Có thể cho đức tin nơi Chúa Có thể ông là một con người chính trực tôi không biết Nhưng mà Caleb đã không để cho sự bạo nghịch này Tiếp tục mà ông đã lên tiếng để chặn đứng nó Thưa quý ông bạn cho em Đây là một lý do khác mà tôi nghĩ chúng ta phải can đảm đứng Vì Chúa, cho Chúa Khi chúng ta có đức tin ở trong Chúa Đó là vì khi chúng ta đi chung với đám đông Thì chúng ta sẽ chịu họa chung với đám đông để ý cho kỹ, nếu Caleb với Joshua không đứng dậy thì họ cũng chết chung với 10 người kia. Họ sẽ không được vào đất hứa của Chúa, hậu quả cũng sẽ như vậy lý do tiếp theo. Khi mà Chúa nói với dân sự này hãy đi vào trong xứ đó thì 10 người này nói rằng không vào. Nhưng quý vị đọc tiếp với tôi. Đọc sâu hơn nữa, đọc tới nữa. Thì quý vị sẽ thấy chuyện gì xảy ra. Ở trong đoạn 14 về phần câu số 39 đó. Câu số 40 Sau khi môi xe kể cho dân sự nghe cái án phạt mà Chúa phạt dân sự Sau môi xe thuộc lại những lời này cho cả dân Israel Rồi có một sự thảm sầu rất lớn trong dân sự Đoạn dân sự dậy sớm đi lên chót núi mà nói rằng Chúng tôi sẽ đi lên tới chỗ Đức Giê-hô-va đã phán hứa Bây giờ họ cãi Chúa Ít bữa nữa họ cũng phải đi à mà nếu chúng ta khôn Thì chúng ta làm theo Chúa Như phê nói là thà vâng lời Đức Chúa Trời Hơn vâng lời người ta Tại vì sau khi Chúa giáng hoạn nạn xuống Người ta cũng sẽ phải quay đầu lại y hệt như lúc ban đầu Vậy nếu là người khôn ngoan Thì vâng lời Chúa Hơn vâng lời người ta Thưa quý vị Để ý tiếp với tôi điều này nữa Thưa quý bạn em. Hai điều mà Người ta phản bội Chúa là khi người ta không nghe theo lời Chúa Và thứ hai là người ta tự đi theo ý của mình nhưng mà Caleb đã không làm điều đó Caleb đã đứng dậy Caleb đã can đảm Cuộc đời của Caleb Xuất thân từ Egypto Chứng kiến những cảnh đau khổ của dân sự mình Nhìn thấy quốc gia Do Thái ra đời Nhìn thấy môi xe lên làm lãnh đạo Nhìn thấy 10 tai họa giáng xuống Ai Cập Ông là con trai đầu lòng Cho nên ông nhìn thấy những con trai của Egypto chết như thế nào Ông nhìn thấy quyền năng Đức Chúa Trời ra sao Ông ăn bánh mana cùng với những người khác trong đồng vắng Ông tại chân núi Sinai Chúa hiện ra như thế nào với những người khác Thì ông cũng như thế đó Ông đã nghe Chúa làm cho núi rúng động Ông đã nhìn thấy dân sự của ông Lấy con bò vàng lên để thờ Ông đã nhìn thấy hết người này đến người khác Bội nghịch chống nghịch Chúa 40 năm trường một người có đức tin Đi chung với những người không đức tin Ở trong đồng vắng Nhưng mà không hề thay đổi cái đức tin đó của ông Có lẽ nào có một điều gì đó trong ông có một điều gì đó rất kiên trì, rất nhẫn nại ở trong Caleb. Caleb có thể nói như thế nào? Bây giờ tất cả mọi người đều bội nghịch thì mình đứng một mình mình có đáng gì đâu. Caleb có thể nói ôi tôi cũng thất vọng dữ lắm. Tôi nhìn thấy ông A, ông B, ông C ông lớn tuổi hơn tôi, trong chúa lâu năm hơn tôi nhưng mà cũng phạm tội cho nên it's ok. Thưa quý bạn chị em, Caleb đã đứng vững ở trong chúa. Dầu người ta đi theo Chúa như thế nào Đó là chuyện của người ta Và đức tin thật là đức tin sẵn sàng Đứng nghịch lại với đám đông Khi đám đông không đi theo đường lối của Chúa Đức tin thật sẵn sàng đứng với Chúa Không đi theo đường lối của đám đông Không chỉ trích ai Nhưng mà can đảm đứng với Chúa Ông bạn chém em biết không Có phải ông đã từng rất ao ước rằng dân sự của ông đã thay đổi không Ông cũng chờ đợi, chờ đợi kiên nhẫn mong rằng họ sẽ thay đổi. Nhưng mà 4 năm thế hệ đi qua, mỗi lần lễ vượt qua, mỗi lần lễ Senuka, mỗi lần câu kinh thánh được dạy đều là một nỗi đau lòng với ông. Nhưng ông đã cho chúng ta thấy một điều. Con dân của Chúa có thể đứng ở giữa một thế giới nghịch cùng Chúa. Tư tưởng rằng phải trốn tránh không cần thiết thưa quý vị. Khi nào ngày Chủ Nhật ra đời, khi nào bắt bớ đến thì cái chuyện đó là chuyện khác nhưng mà ngày hôm nay nếu chúa đặt quý vị đang ở giữa một môi trường nghịch cùng chúa hãy là một ca lép mặc ai làm điều gì thì quý vị phải tự giữ gìn đức tin của mình trong chúa bao nhiêu năm tháng ai up and down như thế nào ông chỉ biết một điều là ông vung sới đức tin ở trong chúa giữa ông với chúa và điều đó là điều dẫn ông tới một hành động vĩ đại của ngày hôm nay nếu quý vị còn nhớ khi Bàn tay của Chúa vẽ trên tường của Ben Sa cháu của Nebuchadnezzar. Lúc bấy giờ, bà Thái Hậu mới nói với mọi người rằng hãy đi tìm Daniel. Hãy để ý rằng khi dân sự của Chúa sống ở giữa một môi trường bội nghịch, sẽ có một lúc nào đó khi hoạn nạn tới, người ta sẽ nhờ chính dân sự của Chúa cầu thay cho họ. Khi khi Chúa vẽ bàn tay trên tường, judgment hay là sự phán xét của Chúa tới, lúc bấy giờ dân sự của Chúa cần phải có mặt ở đó để cho người ta nhờ, cho nên không phải chúng ta cứ trốn tránh, giấu đức tin của mình, đừng cho ai biết. Quý vị phải sống giống như Caleb. Những người trẻ tuổi là những người cần phải nhớ điều đó. Một đức tin thật ở trong Chúa mới là một đức tin có phần thưởng. Còn quý vị hãy nhìn kỹ những người đức tin cộng đồng kia, bao nhiêu người được vào trong đất hứa? Mở cửa hay đóng cửa trước đại dịch Covid-19 này là một quyết định khó, thưa quý vị. Thống đốc tiểu bang gặp rất nhiều rắc rối, không biết mở hay đóng, lúc nào là chính xác để mở, lúc nào chính xác để đóng. Làm sao tiến tới hay lui kẹt ở giữa chờ đợi chờ đợi đến bao lâu? Một số người trong chúng ta chờ bạn trai bạn gái của mình tin Chúa chờ hoài không chịu tin. Một số người trong chúng ta chờ con của mình thay đổi chờ hoài chưa thấy thay đổi thưa quý vị. Chỉ có người làm bánh pizza mới biết lúc nào bánh chín cho đủ để lấy ra. Còn cái bánh nó không biết chỉ có Chúa biết lúc nào Tôi chỉ biết nói với ông bạn chị em Theo tài liệu của El Amara Từ sứ Ai Cập Vào được tìm thấy năm 1887 Cho biết như thế này Vào thời điểm mà Chúa phán với 12 thám tử Đi vào trong miền đất hứa của sứ Canaan Canaan là một thời điểm tuyệt vời và đặc biệt Bởi vì năm đó, thời điểm đó ở trên thế giới nước Ai Cập bị chia làm ba Bởi vì những cái vương triều nó đấu đá với nhau Sứ Syria là cái đế quốc kế đó nó đang tranh chiến cùng một nước khác và Babylon lúc bấy giờ đang ở trong thế vô cùng yếu, cho nên họ phải lo chuyện của họ và cái miền đất Canaan ở giữa đó không có ai, không có những đế quốc lớn tấn công, những người trong Chúa chỉ cần bước vào đó và đuổi những người thổ dân, những người Lôco ở đó thôi. Chúa đã chọn chính xác cái thời điểm và thời điểm nào để chúng ta đứng dậy đó là Chúa biết mà thôi còn trong khi chúa chưa biểu chúng ta đứng dậy thì chúng ta giữ lòng tin trong chúa nuôi dưỡng đức tin của mình với chúa bước đi với chúa đó là điều thứ hai trong đức tin của caleb đó là đức tin đức tin đầu tiên của caleb là đức tin có chúa điều thứ hai là đức tin dám can đảm để đứng nghịch lại với đám đông điều thứ ba trong đức tin của caleb thưa quý vị đó là đức tin diệt tiêu diệt những người khổng lồ hình ảnh của miền đất hứa tượng trưng cho nước thiên đàng và sự cứu rỗi của Chúa. Rõ ràng Chúa không yêu cầu họ giết những người khổng lồ trước khi họ vào đất hứa. Chúa không yêu cầu quý vị phải trở nên một người vô tội rồi mới được cứu. Chúa yêu cầu quý vị tin Chúa giống như Caleb bước vào trong miền đất hứa để nhận sự cứu rỗi. Đó là sự cứu rỗi đến bởi ân điển, bởi đức tin, không đòi hỏi việc làm. Hoàn toàn đó là sự cứu rỗi của Chúa nhưng mà khi quý vị vào trong miền đất hứa có sống được trong miền đất hứa hay không hay là vào trong đó mà còn khổ hơn ở ngoài là do quý vị có tiêu diệt những người khổng lồ ở trong miền đất hứa hay không tôi xin nói tiếp như thế này một người được cứu bởi ân điển không phải là giờ đây được tự do để về nhà giết người phạm tội hiếu bất hiếu cha mẹ một người được cứu bởi ân điển có nghĩa là một người được vào trong miền đất hứa và nếu người đó có một điều gì tội lỗi chưa bỏ đi ở trong Chúa Thì người đó phải nhờ Chúa mà chiến đấu với từng tên khổng lồ một của mình Đó là sự khác biệt Một bên là không dám bước vào Một bên là dám bước vào bởi đức tin và nhờ Chúa để chiến đấu với những người khổng lồ của mình Người tin Chúa quý vị đừng chửi họ, đừng mắng họ Họ không phải là thánh Họ là người Họ là những người đang trên con đường để nên thánh Chứ họ không phải là thánh Họ được địa vị thánh Chứ không phải họ là những ông thánh, ông thần Họ không có tội, thưa quý ông bạn chị em Ông bạn chị em lưu ý với tôi Mỗi người trong chúng ta đều có những tên khổng lồ Cần phải diệt ở trong miền đất hứa của mình Nếu chúng ta không diệt những tên khổng lồ này Nghe kỹ với tôi Khi dân sự của Chúa đi vào trong đất hứa Họ đã thất bại ở trong đất hứa Và đất hứa không còn là đất hứa nữa Họ còn khổ hơn là không vào đó Thưa quý vị Bởi vì trong đó Họ sống như người tội lỗi ở Trong xứ đó mà họ không hề tiêu diệt Những tên khổng lồ đó Thưa quý ông bạn chị em biết bao nhiêu tên khổng lồ trong cuộc đời của chúng ta. Có thể lắm chúng ta đi máy bay ghé ngang một cuốn sách không ai biết chúng ta mua sách gì. Có thể lắm một đêm thức khuya lướt trên phone ai biết chúng ta lướt cái gì. Đó là những tên khổng lồ. Có thể lắm đó là những lời la mắng hỗn hào với cha mẹ, với con cái của mình. Có thể lắm đó là những sự những sự bất mãn ở trong đời sống hôn nhân của mình. Có thể đó là những sự tích lũy của hận thù ở trong lòng của chúng ta có thể đó là kinh tế tham lam, có thể đó là chúng ta gian lận có cái tính gì đó trong chúng ta mà nó là một gã khổng lồ mà chúng ta chưa vượt qua được. Tin mừng cho chúng ta ngày hôm nay là Chúa không để chúng ta phải đấu một mình. Ở trong phục truyền đoạn 3 câu số 22, đừng sợ chúng nó vì Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đấu thay cho ngươi. Đó mới là tin lành Nếu tôi tự cứu tôi tôi tin Chúa làm sao Nhưng mà nhờ Chúa cứu tôi Và nhờ ân điển của Chúa Nhờ quyền năng Chúa tôi sẽ đánh những người khổng lồ Và tôi sẽ chiếm lại miền đất hứa Của tâm hồn tôi mà Chúa hứa Ở trong Joshua đoạn 14 và đoạn 15 Lúc bấy giờ Caleb Đã rất lớn tuổi Người ta chia đất và người ta dành những chỗ tốt Lúc bây giờ Caleb tôi tin rằng 85 tuổi trở lên và Caleb nói rằng nói với lại Joshua là người chia đất rằng hãy giao mảnh đất còn những tên khổng lồ cho tôi để tôi đánh tiếp. Caleb là một người rất vĩ đại ở trong các quan sát đoạn 1 câu số 10. Các quan sát đoạn 1 câu số 10. Các quan sát đoạn 1 câu số 10 thưa quý bạn xem. Các quan sát đoạn 1 câu số 10. Đi đánh dân Canaan ở tại Hebron, tên Hebron thổi xưa là Kiriath Araba, và đánh xe sai Ahiman cùng với Thanh Mai. Ông bạn chị em còn nhớ các quan sát đã ghi lại là dân Israel đã đuổi được ba tên khổng lồ khủng khiếp đó là Thanh Mai. Chúc mà hai tên khác tôi không biết. Thì cái người mà đánh những người đó không ai khác mà chính là Caleb đó thương bạn chị em. Và Caleb đã đánh trong lúc mình đã lớn tuổi. Một người không hề ngừng nghỉ để chiến đấu với tội lỗi. Người đó cho đến cuối cùng vẫn chọn Chúa hơn là chọn sống theo đường lối thế gian. Đó mới là đức tin của Caleb. Đó mới là đức tin vào thiên đàng. Đó mới là đức tin vào trong miền đất hứa. Đó mới là đức tin có phần thưởng. Điều cuối cùng của ngày hôm nay. Đức tin của Caleb, đức tin vào thiên đàng. Đó là khi đức tin được nuôi dưỡng ở trong nơi kính nhiệm. Một ngày đó nó sẽ phải bước ra chiếu sáng ở bên ngoài. Đức tin thì được nuôi dưỡng ở trong nơi kinh nhiệm. Nhưng mà nó cần phải được hành động ở bên ngoài Chúa Giêsu nói không ai thắp một ngọn đèn Xong rồi để ở dưới cái thùng Chúng ta nuôi đức tin cho mình cho nhiều vào Để được vào thiên đàng thì đó không phải đức tin của Caleb Đức tin ở trong nơi tối Phải được đem ra nơi sáng vì danh Chúa Không phải vì chúng ta Thưa quý vị, Caleb đã can đảm đứng lên vì danh Chúa và quý vị hãy nghe những gì mà Chúa nói về Caleb. Ở trong đoạn 13 câu số 24 hãy để ý Caleb nói gì trước. Xin lỗi bạn xem đoạn 14 câu số 24. Từ câu số 23, chẳng một ai sẽ thấy sẽ thấy sứ mà ta thề hứa cho tổ phụ chúng nó. Chẳng ai đã khinh ta sẽ thấy sứ đó đâu. Những người thám tử này không hề biết rằng khi họ nói những điều đó là họ đang khinh Chúa. Chẳng ai đã khinh ta mà được vào trong xứ đó đâu. Nhưng những nhưng vì kẻ tôi tớ ta là Caleb không đồng lòng cùng chúng nó theo ta một cách trung tín thì ta sẽ đem người vào xứ mà người đã có đi và dòng dõi người sẽ được xứ đó làm sản nghiệp. Khi ông nói lên điều mình tin, chẳng ai thèm nghe ông hết. They don't care. Họ còn muốn giết ông nữa cả. Nhưng mà khi ông đứng lên vì danh Chúa, ông có thể là một người không ai nghe ông trong đời này. Nhưng mà Chúa đặc biệt quan trọng. Khi quý vị có đức tin ở trong Chúa, người ta không nhìn thấy. Nhưng quý vị can đảm đứng lên vì Chúa, Chúa thấy tất cả những điều đó. Và sở dĩ Caleb có được sản nghiệp Là bởi vì Caleb đã tin Chúa Đứng lên vì Chúa Chiến đấu với những người khổng lồ Thưa quý ông bà anh chị em Đây là điều sẽ xảy ra trong ngày cuối cùng Hai Timothée Đoạn 3 Hai Timothée đoạn 3 Hai Timothée đoạn 3 Lô khuyên chúng ta như thế này Hãy biết rằng trong ngày sau rốt Sẽ có những thời kỳ khó khăn Người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sất sược hay nói xấu Nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính Vô tình, khó hòa thuận hay phao vu, không tiết độ Dữ tận, thù người lành Lường thầy, phản bạn hay nóng giận, lên mình kêu ngạo Ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời Bề ngoài giữ sự nhân đức nhưng bề trong chối bỏ quyền phép của nhân đức đó Thưa quý ông bạn bà, chị em, đã đến một cái thời kỳ Mà những người tin Chúa Không phải là những người Sẽ gặp thuận lợi giữa xã hội này nữa Nhưng giờ này là giờ của Caleb và Joshua Để chứng minh cho Chúa thấy Mình có xứng đáng vào trong đất hứa của Chúa hay không Dân sự thật của Chúa sẽ đứng dậy ở Trong thời kỳ cuối cùng này Khải huyền đoạn 21 Trời mới và đất mới mà Chúa mới hứa ban Từ câu số 6 Ngài lại phán cùng tôi rằng Xong rồi, Ta là Alpha và Omega Nghĩa là đầu tiên và cuối cùng Kẻ nào khác ta sẽ lấy nước suối sự sống Mà ban cho nhưng không Kẻ nào thắng Thắng có nghĩa là phải tranh đấu Kẻ nào thắng sẽ được làm Sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của người Và người sẽ làm con ta lại Chúa Còn những kẻ hèn Nhát Khi tôi đọc tôi hết hồn Tại vì có đức tin mà không đứng vì Chúa cũng gọi là những kẻ chẳng tin, những kẻ đáng gớm ghiếc, những kẻ giết người, những kẻ dâm loạn, những kẻ phù phép, những kẻ thờ hình tượng. Kẻ nào phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó là ở trong hồ lửa và diêm cháy bừng bừng, đó chính là sự chết thứ thứ hai. Thưa quý ông bạn chị em. Từ sự vô tính của mình, Mười thám tử đã vô tình, họ không cố tình là người bắt bớ Josué và Caleb. Nhưng sự từ sự vô tính của mình trước hình phạt nặng nề của Đức Chúa Trời chỉ có một người để họ đổ lỗi mà thôi là Josué với Caleb và họ bị bắt bớ chỉ vì họ đứng vì danh Chúa. Thưa quý ông, bạn chị em, để có thể là một anh hùng ở trong đức tin giống như Caleb không phải dễ. Nhưng đó là mục tiêu trọn đời của con cái Chúa. Tôi muốn cho quý vị thấy trước khi nước thiên đàng của Chúa là phần thưởng được ban, đức tin trong nơi thầm lặng được Chúa khen trong ánh sáng. Nó có một phần thưởng ngay trên đất này mà người đó sẽ được. Diệu kỳ. Ông bạn cho mở với tôi trong các quan sát đoạn 3 kinh thánh cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay. Các quan sát đoạn 3. Chuyện gì xảy ra trong cuộc đời của nhân vật ở trong ở trong không phải là bóng tối nhưng mà không phải là nổi trội Caleb của chúng ta. Các quan sát đoạn 3. Các quan sát đoạn 3. Sau khi Joshua qua đời, dân sự của Chúa bắt đầu thờ thần tượng Ba Anh và Asherah. Cho nên Chúa phải giấy lên câu số 9 Kế ấy dân Israel Kêu la nghịch cùng Đức Giê-hô-va Đức Giê-hô-va Bèn giấy lên cho chúng nó Một người để giải cứu chúng nó Người đó tên là Ob ni Niên Nghe kỹ nhau bạn, xem Vị quan sát đầu tiên của Israel là Ob ni Niên Con trai của Kena Kena Là em của Caleb và người ấy giải cứu cho họ một phần thưởng nhãn tiền cho những người trung tính với chúa là con cháu mình nó thấy và nó bước đi với chúa trước khi chúng ta có thể trách con cái của mình tại sao không đi theo chúa điều đó ngoài tầm kiểm soát của chúng ta điều chúng ta có thể làm là trung tính như caleb bước đi với chúa nếu chúng ta đã làm phần của mình Mà nó không đi theo Chúa, đó là chuyện của nó Nhưng nếu nó không đi theo Chúa Mà chúng ta thấy mình không làm giống như những gì mình cần làm Thì đó là chuyện của chúng ta Thưa quý ông bà, anh chị em Tóm lại Đức tin của Caleb Là đức tin có Chúa Chứ không phải là đức tin đi theo Đức tin của Caleb Là đức tin sẵn sàng đứng lên giữa đám đông Vì Chúa Đức tin của Caleb là đức tin không thỏa mãn nói rằng mình đã vào đất hứa rồi thì thôi Mà cho dù đến tám mươi mấy tuổi vẫn không ngừng nghỉ Vẫn chiến đấu với những kẻ khổng lồ hay là tội ác Đức tin của Caleb là đức tin sẽ được phần thưởng Sẽ được phần thưởng của Chúa Tôi mong rằng Chúng ta noi gương của Caleb thưa ông bà cha Noi gương của Caleb Đừng nói rằng mình sẽ được như Caleb Mình sẽ không được như ông đâu Nhưng đừng nói rằng tôi không cố gắng phải noi theo gương của caleb cầu chúa ban ơn cho tôi trước và giúp đỡ tôi cũng như giúp đỡ ông bạn chị em noi theo tấm gương của caleb